Thưa quý vị, không chỉ hôm nay 10 tháng 3 âm lịch, ngày giỗ tổ Hùng Vương, mà không khí ngày quốc giỗ đã lan tỏa từ những ngày trước. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu là địa phương tổ chức lễ giỗ tổ quy mô nhất bởi trên địa bàn có đền thờ các vua Hùng. Thưa quý vị, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Lần đầu tiên UNESCO công nhận tín ngưỡng của một dân tộc là di sản văn hóa phi vật thể, bởi tín ngưỡng ấy không phải là sự ngưỡng vọng vào chủ thể bên ngoài cuộc sống như mọi tín ngưỡng thông thường, mà lại hướng về những điều rất gần gũi, cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Nói cách khác, tín ngưỡng ở đây là lòng biết ơn của các thế hệ cháu con với công đức của tổ tiên trong dựng nước và giữ nước. Tại đền thờ Hùng Vương, mẫu Cửu Thiên, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2023. Ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành, đoàn thể của tỉnh, thành phố Vũng Tàu và đông đảo người dân tham dự. Lễ dực dân cúng vua Hùng được đoàn xe hoa đưa từ công viên đường Quang Trung qua đường Hoàng Diệu và Lê Lợi đến đền thờ Hùng Vương, mẫu Cửu Thiên ở phường 5. Lễ dực gồm 18 chiếc bánh chưng, 18 chiếc bánh dày, rượu, trầu, cao và trái cây. Trước bàn thờ quốc tổ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đọc diễn văn ghi ơn dựng nước của các vị vua Hùng và tâm nguyện tiếp nối truyền thống xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước của bao thế hệ đi trước. Hôm nay ngày 10 tháng 3, thành phố tổ chức lễ giỗ tổ các vua Hùng. Đây là việc làm thường xuyên của các năm. Tuy nhiên thì năm nay chúng tôi làm lớn hơn với những cái nội dung cụ thể thiết thực hơn. Thành phố muốn truyền một cái thông điệp đến toàn thể nhân dân qua các thế hệ, qua các thời kỳ. Chúng ta luôn biết trân quý các đời vua Hùng đã có công dựng nước và trách nhiệm của các thế hệ tiếp nối qua các thời kỳ cũng như hiện nay. Chúng ta phải có trách nhiệm cùng nhau đoàn kết đồng lòng xây dựng và phát triển đất nước ngày một thịnh vượng hơn, nhân dân được ấm no hạnh phúc hơn. Cùng tham dự giỗ tổ, hơn 3.000 người dân và du khách cũng đã dâng lên các vị vua Hùng những lễ vật truyền thống với nguyện cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước yên vui. Tôi là thế hệ trẻ. Hôm nay khi mà tới đây thì để viếng ngày giỗ tổ với lòng thành kính và tri ân, thì với sức trẻ thì tôi sẽ cố gắng phấn đấu để trở thành một người có ích cho đất nước, xứng đáng là con cháu vua Hùng. Và mỗi lần được về dự buổi giỗ tổ thì chúng nghĩ đó là niềm tự hào, thật sự vinh hạnh của mỗi con người Việt Nam. Nhờ có vua Hùng, nhờ có đất tổ, chúng ta mới có một dân tộc Việt Nam, một đất nước Việt Nam phát triển. Ngoài đất tổ Hùng Vương Phú Thọ, cả nước hiện có gần 2.000 đền thờ Hùng Vương. Còn số này chắc chắn không ngừng phát triển. Chính quyền và nhân dân khắp cả nước cũng dành nhiều công sức, tiền của đầu tư, tôn tạo nơi thờ cúng các vị vua Hùng. Điều này càng khẳng định tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã lan tỏa thấm sâu trong tâm trí mọi người Việt. Ngày giỗ tổ được nhiều địa phương trong từng gia đình tổ chức trang trọng, và dù ai đi ngược về xuôi, vẫn luôn nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Nhớ về nguồn cội đã tạo dựng nên non sông gấm dốc hôm nay.